khu vực này là một vườn hoa gồm rất nhiều loại hoa khác nhau. Đầu tiên có hoa bông xanh, rồi đỗ quyên, rồi hoa đào, hoa mai. Đây, những cái cây hoa bông xanh này được ghép vô thân cây mai. Đây, các loại hoa đỗ quyên. Đây là loại hoa bông xanh. Khu vực này người ta trưng bày rất nhiều loại hoa sứ khác nhau và nhiều hình dáng khác nhau, từ loại hoa sứ truyền thống từ xưa đến giờ đến những loại hoa sứ lai. Đây, nhìn tổng quan khu vực hoa sứ kiển của năm nay. Hôm nay tất cả những cây mai đã nở bung hết và nó khoe sắc. Hoa mai ngày càng thay đổi, không còn năm cánh mà là nguyên một những bông quá chừng cánh luôn. Số lượng cánh của hoa mai này theo người nghĩ là cỡ tầm khoảng 24 cánh trở lên, từ 12 đến 24, nhưng mà cái này cỡ 24. Những cánh hoa mai đã nở rất là lớn. Ra hỏi được thì cái số lượng hoa cánh hoa đây là khoảng tầm 36 cánh. Và hoa nở thì ong bướm nó cứ bu quanh những cây mai này.